thành phố Hồ Chí Minh nữ Việt Kiều Phủ Bảo Trinh, đại diện công ty bất động sản thuê hàng chục căn hộ chung cư La Bonita, quận Bình Thạnh, thay đổi hồ sơ bán cho nhiều người. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 2 bắt Phủ Bảo Trinh, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Nam Thị, và hai nguyên giám đốc công ty này là Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét phòng làm việc của những bị can tại chung cư Bonita trên đường Phạm Gia Trí, quận Bình Thạnh, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Cảnh sát khám xét nơi làm việc các bị can, ảnh, Văn Trung. Theo điều tra, từ năm 2017, Trinh bàn bạc cùng nhiều người thuê các căn hộ chung cư Bonita, sau đó lấy pháp nhân công ty bất động sản bán lại cho khách hàng. Nhóm này còn thay đổi sơ đồ số các căn hộ để qua mặt người mua. Khi bị phát hiện, Trinh đứng ra thương lượng mua lại các căn mình đã thuê để giải quyết tình hình, nhưng không thanh toán tiền. Nhiều người bị lừa đã báo cảnh sát. Giữa năm 2019, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án. Quốc Thắng Let's Love Act, Oi.